chở ngay cô ấy đi mua nhẫn luôn. Xong rồi cho cô ấy đeo thử. Cô ấy đeo vừa đeo xong cái lại em bảo là vừa rồi em ơi, như vậy là em đã đồng ý làm vợ anh nhá. Vừa rồi em ơi, như vậy là em đã đồng ý làm vợ anh nhá. Trời. Em chờ mít đến 12 giờ trưa, em vẫn không thấy luôn. À, em chỉ nhắn tin là đang làm gì đó. Thì anh mới nhắn tin cho em là anh đang đi công tác. Em mới nghĩ trong đầu, ủa, hẹn về ăn cơm mà ta. Ủa cái gì vậy? Công tác. Nhưng mà em cũng không có làm ấy, là bởi vì là đang đi công tác, chắc là đang đi làm việc nên em cũng không muốn làm phiền tới. Em mới nói đùa lại là ủa hôm qua nói về ăn cơm mà. Anh mới nói là ủa anh nói vậy để em nấu cơm em ăn thôi. Thì em cũng động viên vợ em là thì thôi chắc là em về quê đi với ba mẹ đi cho an toàn, chứ còn trong thành phố này có một thân một mình. Thì vợ em thời điểm đó thì cũng rất là suy nghĩ, nhưng cuối cùng là nhất quyết là ở lại, muốn đồng hành cùng với em. Tuy là hai đứa không được gặp nhau, chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại thôi ạ. Xin chào hai anh chị MC, xin chào khán giả trên trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Địch Quý, hiện nay đang công tác tại tiểu đoàn phòng hóa 38 bộ tham mưu quân đoàn 4. Em năm nay 29 tuổi và đang giữ chức vụ phó đại đội trưởng. Hiện tại là hai vợ chồng em đang ở trên địa khu vực thành phố Thủ Đức. Quý là quê ở đâu ạ? À? Quê em ở Thanh Hóa. Mời cô dâu. Chào chú Quốc Thuận, chào chị Thanh Vân và chào tất cả khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Hợi, năm nay em 28 tuổi, quê em ở Phú Yên. Hiện tại là em là giáo viên mầm non quận 12. Ôi, huyền thoại là có thật luôn anh. Hai anh phó đại đội trưởng lại gặp hai cô giáo viên. Thế thì hai bạn cơ duyên như thế nào mà lại gặp nhau khi mà mỗi người ở một vùng miền như vậy mà lại được gặp gỡ và trúng tiếng sét ái tình với nhau? Đó. Trường của vợ em là có tổ chức chương trình một ngày làm chiến sĩ đấy ạ. Em được chỉ huy tiểu đoàn giao cho nhiệm vụ là tổ chức cái gặp gỡ cũng như là dẫn đoàn của các cô cũng như các bé đi tham quan đơn vị. Sau khi mà trường vào thăm đơn vị thì đơn vị có tổ chức chương trình văn nghệ để chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam ấy. Đơn vị có liên hệ với nhà trường và nhờ nhà trường để tổ chức chương trình văn nghệ. Lúc đó thì chúng em đều là MC tổ chức chương trình. Hai đứa có cơ hội được trao đổi tiếp xúc. Trước tiên là về công việc trước, qua cái cách nói chuyện thì dần dần thì em thấy cái sự ấn tượng. Thế thì hỏi đi sao? Em có ấn tượng gì với anh bộ đội này không? Dạ, trước giờ em cũng chưa bao giờ va chạm với một cái ngành nghề này. Em chưa suy nghĩ, chưa bao giờ em suy nghĩ tới rằng là sau này mình sẽ quen một anh bộ đội hay là một anh công an gì cả. Về cái lĩnh vực đó em chưa bao giờ nghĩ tới luôn. Em chỉ tập trung vào bé thôi và em không để ý gì đến xung quanh cả. Thật sự là em chỉ biết là bây giờ phải đảm bảo an toàn cho con, đi chơi thôi. Và cái lúc mà buổi trưa ăn cơm thì cũng có chồng em ở đó, nhưng mà thật sự là cũng mời nhau một ly nước thôi, cũng không có ấn tượng gì tới. Mà mấy chị cũng ghép đôi, đến bây giờ em vẫn thấy điều đặc biệt ở hai vợ chồng em là lần đầu tiên liên lạc với nhau qua Gmail, là ảnh sẽ gửi cái chương trình đó qua mail cho em. Là công việc dạ, là cái phần đó của chú rồi phần đó của cô, là hồi đó là hai vợ chồng xưng chú với cô chứ không có là anh em. Dạ đúng rồi. Bao lâu thì mới có cảm tình với nhau? Ảnh mới xin Facebook của em, sau đó là kết bạn Facebook thôi chứ cũng không có nói chuyện gì hết. Tết thì em cũng về quê, thì năm đó ảnh cũng được về quê, thì em có chụp một cái tấm hình em đăng lên Facebook, thì ảnh mới vô bình luận, xong rồi em cũng nói đùa lại với nhau. Mà vẫn là xưng cô với chú hả? Anh em đuổi. Dạ, lúc đó vẫn là cô với chú. Rồi, dạ. Cô đang làm gì? Chú đang làm cái này kia. Dạ, đánh vậy hả? Dạ đúng rồi. Cô xinh quá cô ơi, cảm ơn chú. Thì em thường thường hỏi là hôm nay hỏi vợ em á, hỏi là cô thích đi đâu chơi. Vẫn thì, cô. Chú sẽ dẫn đi chơi. Thì sau này khi mà bắt đầu đưa đi chơi ngày đầu tiên thì bắt đầu thôi em mới nói với vợ em rằng là thôi có lẽ là mình nên đổi cái xưng hô đi. Có nghĩa là đến khi nào mới chính thức gọi là người yêu của nhau? Có như là gần một năm, cái ngày mà cầu hôn á, thì hôm đấy em được nghỉ. Em mới hẹn cô ấy ra ngoài đi chơi. Em chở ngay cô ấy đi mua nhẫn luôn. Xong rồi cho cô ấy đeo thử. Cô ấy đeo, vừa đeo xong cái là em bảo là vừa rồi em ơi, như vậy là em đã đồng ý làm vợ anh nhá. Vừa rồi em ơi, như vậy là em đã đồng ý làm vợ anh nhá. Trời. Là cầu hôn mà tận dụng luôn đó. Đó mà không cho người ta cầu hôn trả lời luôn á. Em thì em là một người kín tiếng, hai vợ chồng quen nhau không ai biết hết. Có một lần mới quen, có thể là một tháng ảnh chỉ ra ngoài được một lần, nhưng mà một lần đó thì có thể là tầm 3 tiếng hoặc 4 tiếng đồng hồ thôi là anh phải về. Thì ảnh nói với em là ảnh muốn ăn cơm ở nhà, mai em nấu cơm đi, anh sẽ xin nghỉ và anh về anh ăn cơm với em. Thì sáng đó em đi chợ rất là sớm, về nấu cơm chuẩn bị các món này nọ luôn, xong rồi ngồi chờ. Em á thì em bản chất em là em không muốn làm phiền đến công việc của bạn, bởi vì là em biết rằng lúc bạn đang làm thì mình
Nhắn tin thì rất là phiền. Em muốn là ở công việc thì bạn phải tập trung vào công việc. Đúng rồi. Em không muốn là ở vì tin nhắn của em mà bạn phải sao nhãng qua một cái việc khác. Nên là từ trước lúc đầu quen nhau thì em đã xác định như vậy rồi. Em chờ miết đến 12 giờ trưa em vẫn không thấy luôn. Em chỉ nhắn tin là đang làm gì đó. Thì anh mới nhắn tin cho em là anh đang đi công tác. Em mới nghĩ trong đầu, ủa, hẹn về ăn cơm mà ta. Ủa cái gì vậy? Công tác. Nhưng mà em cũng không có làm ấy lên, bởi vì là đang đi công tác, tức là đang đi làm việc, nên em cũng không muốn làm phiền tới. Em mới nói đùa lại là ủa hôm qua nói về ăn cơm mà. Anh mới nói là ủa anh nói vậy để em nấu cơm em ăn thôi. Ủa nói gì vậy trời? Ủa nói cái gì vậy? Anh nói nữa. Xong rồi kìa. Em không nhắn tin, giận. Em không nói chuyện nữa luôn. Giận là đúng. Dạ. Cảm xúc là giận chứ. Dạ đúng rồi, em là. Nhưng mà ảnh đang đi làm nên em không nói gì hết. Em nói dạ vậy thôi anh làm đi. Xong rồi chiều đó về gọi điện thoại nhắn tin em không trả lời. Và em suy nghĩ trong đầu rằng chắc chắn là mình sẽ không phải là cái tiếp người của ảnh, và ảnh cũng không phải là tiếp người của mình. Bởi vì nếu như là một sự quan trọng gì đó, hoặc là cái cuộc hẹn quan trọng, thì chắc chắn ảnh sẽ không quên. Nhưng đây ảnh đã quên đi, và ảnh coi đó là một cái lời nói đùa. Thì em nghĩ là cuộc tình cũng là đùa thôi. Nên em nghĩ là em sẽ ngưng luôn ở đó. Cách nào để mà hai em là làm lành được? Xong là không nói chuyện. Công việc lúc đó là cứ làm. Và tới khuya thì mới rảnh, thì gọi điện thoại cho em. Ủa mình đâu có quan trọng đâu. Tới khuya người ta mới gọi cho mình thì mình đâu còn là quan trọng nữa. Và khi công việc xong người ta mới gọi cho mình. 3 tuần sau thì ảnh mới được nghỉ nữa. Thì ảnh mới nhắn tin là có nhà không anh qua. Em không trả lời. Và em đóng cửa, em ở trong nhà luôn. Anh chạy qua ảnh kêu cửa gọi điện thoại nhưng mà em không nghe máy. Rồi cái là ảnh nói là bởi vì cái chuông điện thoại ở trong nhà, nên là em không thể nào em nói không có trong nhà. Lúc đó bởi vì em rất là quyết tâm là em nói là em không có máy tới nữa. Cửa không? Dạ có đó, thì cuối cùng là mở cửa bởi vì đó. Là rất phiền đến hàng xóm. Em hỏi là anh đi đâu đây, thì ảnh mới nói là ảnh qua thăm em. Thì em nói là công việc thì như vậy thôi, nhưng mà đâu có phải là không có cho anh 3 giây hoặc là 3 phút để anh trả lời một tin nhắn cho em. Anh không qua được, hoặc là em ăn cơm trước. Đúng đi, hôm sau mình ăn cơm. Đâu có thể nào mà không có được 3 giây hoặc là 3 phút để anh cầm điện thoại. Đâu có ai quản cái điện thoại của anh mà để anh không trả lời tin nhắn của em như vậy. Tôi nói là nhiều lúc công việc vội quá, anh sẽ không kịp nhắn tin. Em không đồng ý cái việc đó. Cũng năn nỉ giải thích công việc này nọ, thì em cũng mũi lòng. Và kể từ đó em nói với ảnh là kể từ nay về sau đừng bao giờ anh bắt em phải nấu cơm nữa. Đó. Em nói luôn là Ngọc anh đừng bao đâu. Giờ bắt em nấu cơm nữa. Em được nghỉ về với vợ á, thì đối với bữa cơm gia đình thì khi nào mà nấu ở nhà thì hai vợ chồng đều phụ nhau. Rồi quen nhau từ 2018 à? 2018 từ 2018. Dạ. 2018. Thì hai vợ chồng của cô Quý á, thì là có những cái khó khăn gì trong cái đợt dịch đó không? Thưa anh chị là hai đứa đã cũng đã xin phép hai bên gia đình hết rồi, cũng đã chọn ngày đầy đủ hết rồi. Nhưng bỗng dưng là dịch bùng phát, thì đầu tiên là đối với các đơn vị quân đội là chúng em phải cấm trại, thực hiện theo lệnh cấm trại là không ra ngoài. Khi mà thành phố chuẩn bị thông báo là sẽ tổ chức giãn cách ấy, thì em cũng động viên vợ em là thì thôi chắc là em về quê đi với ba mẹ đi cho an toàn, chứ còn ở trong thành phố này có một thân một mình. Thì vợ em thời điểm đó thì cũng rất là suy nghĩ, nhưng cuối cùng là nhất quyết là ở lại, muốn đồng hành cùng với em. Tuy là hai đứa không được gặp nhau, chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại thôi ạ. Tự dưng một buổi tối là cô ấy nhắn tin với em hai đứa, sau đó là gọi điện thoại. Cô ấy mới nói là em muốn nuôi một chú chó con, chú cún, đỡ buồn, nuôi cũng được thôi. Vì thực ra là em cũng rất là thích chó. Em tuổi chó này là em rất thích chó. Thì ở gần trên địa bàn quận 12 là có một cái trại người ta bán chó con. Thì lúc đấy thì vợ em mới tranh thủ là đến chỗ đó. Và người ta đang bảo là cái này là bà cái chú chó mà vợ chồng em mua là cái chú chó cuối cùng ở trong cái trại của người ta. Tại vì hôm qua em sao lóc đau rồi. Đúng rồi. Dạ. Vì người ta bán rẻ và người ta muốn là để đóng cửa luôn đấy. Hay là nhiều khi em không vừa lòng đối với cái tính của cô ấy, thì hai đứa làm lành với nhau thông qua chú cún đấy. Chú cún tên là gì? Em đặt tên là Khoai ạ. Khoai. Bếp Khoai. Bếp nào mẹ Khoai đến đây không? Dạ có chị ạ. Khoai này là lạp xưởng đúng không? Dạ. Đó. Nhà anh Thuận là cũng có nuôi một bà, một bé. Thôi. Khoai cũng tên anh Thuận rồi. Dạ. Tôi á, nhà tôi cũng có nuôi một cái giống như anh đó. Dạ. Trời ơi, mà tôi lại là một cái người rất là thương chó. Dạ. Tôi thương chó như thế. Không, để chào anh đó. Chào thân. Rồi. Đây là giai đoạn thú vị nhất. Là giai đoạn chúng mình được nói xấu người kia một cách công khai. Đó. Mời em. Có cái tập xấu là hay quên, không có nhớ đến cái cuộc hẹn mà với em luôn. Là rất đó. Là hay quên.
Cái tính của em là em sẽ không nhắc. Hay tự ái. Dạ, mình nói thì mình phải làm chứ. Là cái ngày sinh nhật của em rơi vào ngày chủ nhật, cái tối đó em cũng hỏi trước là ngày mai anh có được nghỉ hay không. Đó là anh được nghỉ. Thì em có nghĩ trong đầu là chắc là biết nhớ sinh nhật mình. Thì anh nói là tới trưa anh mới rảnh rồi mà được để về thì hai đứa đi chơi. Thì em đặt vé đi xem phim thì hai đứa vẫn đi xem phim bình thường. Không nhớ gì hết ta. Sao ta sao kỳ. Ủa hay là chiều ta. Hai đứa vẫn xem phim bình thường. Em thì thời gian hai vợ chồng gặp nhau rất là ít, nên là khi gặp nhau em không bao giờ nhắc đến những chuyện buồn hoặc là gây chuyện. Không nói gì hết luôn. Ảnh về đơn vị em mới nhắn tin. Ủa hôm nay anh không nhớ đó là ngày gì hả? Thì ảnh nói ủa là ngày gì? Cái em mới nhắn cái ngày qua, là cái ngày hôm đó qua. Cái ảnh mới nói anh quên mất hôm nay là sinh nhật em. Rồi xong là... em không nói gì hết nữa luôn. Như vậy là vô tâm. Cái ngày sinh nhật của vợ em luôn luôn nhớ. Nhưng mà thực sự là cái chính là em không nhớ ngày đó là ngày 17 tháng 4. Em chỉ không nhớ là hôm đấy là ngày chủ nhật, là ngày 17 tháng 4 ạ. Thực sự rất là mình cảm giác là rất là bứt, không biết làm sao để xin lỗi được cô ấy. Thực sự là lúc đấy là em sợ vợ em buồn nhiều hơn. Buồn thật đấy chứ. Quá buồn luôn. Và dĩ nhiên là em phải tặng quà bù rồi. Nhưng mà thực sự và khi mà vợ em bên cạnh em á cũng bị thiệt thòi rất là nhiều. Do cái tính của em đôi khi có một cái tật xấu, em tự nhận thấy rằng là em hơi khô khan. Tại vì em là chiến sĩ chứ không phải em nghệ sĩ. Anh hiểu được cái cảm giác đó. Còn bây giờ đó Quý, tới phiên em đó. Trước một cái chuyện gì đấy, đặc biệt là những cái chuyện mà liên quan đến em, thì cô ấy rất là dễ nổi nóng. Thấy em ốm, mệt, bệnh thì cô ấy rất là bực mình. Đó. Đã bảo rằng anh là như thế này rồi, quan tâm sức khỏe không chỉ lo, không chịu quan tâm. Thời gian đầu thì em không hiểu cái sự nóng tính của cô ấy. Khi đấy là hai vợ chồng chưa lấy nhau, thì em có đi gọi cho cô ấy là ra phòng cô ấy chơi để đón cô ấy chơi, mà cô bảo là đang làm ở trên trường chưa xong, anh chờ em một chút. Và em chờ ở trước gần ở cửa phòng ấy, chờ rất là lâu. Xong rồi về cô ấy nổi nóng lên, cô bảo làm gì mắc mớ gì mà phải đứng đây mà chờ, không kiếm cái chỗ nào mà ngồi cho nó sáng sủa mà chờ, mà xong rồi phải đứng đây sợ mũi chờ mỏi mệt. Một người đàn ông thì có cái tôi rất là lớn, thì bảo là mình đã chờ như thế rồi bây giờ còn nóng tính với mình nữa đó. Nhưng mà sau này mà qua nhiều việc á, mình mới hiểu rằng người phụ nữ của mình đang lo cho mình. Đúng rồi. Tức là cái này là tật xấu là gì? Dạ. Dễ nổi cáu. Dạ. Xuất phát từ việc thương lo trọng, và lo thương trọng. Đúng rồi. Hôm nay anh muốn Quý thể hiện bằng lời nói hay bằng hành động gì đó với vợ mình lãng mạn lên nào. Nên được, em cũng có một lời muốn nhấn mạnh lại một nữa đối với vợ em. Cảm ơn em đã bên cạnh anh, luôn yêu thương anh, luôn chăm lo cho cuộc sống của anh. Và anh hứa rằng là anh sẽ luôn yêu thương em và che chở cho em đến suốt cuộc đời. Hợi có nói gì với chồng không? Là cũng qua chương trình hôm nay, là em muốn nói đến chồng em là em sẽ luôn là hậu phương vững chắc cho anh. Em sẽ luôn ủng hộ công việc của anh, đi cùng anh bất cứ đâu để anh hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đất nước giao cho anh. Quá. Hay quá. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện tình yêu. Tên là Vũ Văn Tuyền, em đến từ thành phố Pleiku. Năm nay em 28 tuổi. Tuyền không? Dạ. Em là một nông dân. Nông dân? Dạ. Còn đây là em. Xin chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Lý Thị Phượng. Năm nay em 30 tuổi. Nghề nghiệp của em là kế toán và giờ cũng sắp là một nông dân. Sắp là một nông dân, có nghĩa là về Pleiku luôn. Dạ. Tức là về phụ công việc đi. Ở Tuyền đó, Tuyền là nông dân nhưng mà là nông dân về ngành nghề nào? Dạ, em nuôi ong, bán ong giống cho bà con. Ừ. Chơi đó giờ bị ông đánh chưa? Dạ nhiều hơn bị vợ đánh. Rồi hai em lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu? Dạ hồi đó thì em đi học kế toán, xong rồi ảnh cũng có một cái phòng vé nhỏ nhỏ ở đây, xong rồi ảnh cũng theo học kế toán để phục vụ cho công việc của ảnh. Ảnh cùng nhóm với em, xong rồi ảnh lên ảnh thuyết trình, em thấy ảnh xấu quá. Hồi đó ảnh xấu lắm, ảnh mặc cái quần ngắn ngủn mà cái áo thì rộng thùng thình, mà nhưng mà ảnh thuyết trình hay. Rồi sau đó em cũng có ấn tượng, rồi sau đó ảnh xin số điện thoại của lớp trưởng, rồi cũng nhắn qua nhắn lại xong rồi đi chơi. Thực ra là do lớp trưởng khích nên em tán thử, nếu mà đổ thì đi nhậu, nhưng mà không đổ thì phải dẫn anh ấy đi nhậu. Nhưng mà cuối cùng là
đó và được một bữa nhậu được vợ luôn. Vừa được nhậu vừa được vợ, vừa được tiếng nữa chứ, đúng không? Và bao lâu thì hai bạn mới là bắt đầu yêu nhau? Một năm sau đó là tụi em yêu nhau. Năm đó là năm 2010. Sau đó thêm một năm thì anh về quê nuôi ông lập nghiệp ở đó. Thì tới 2014 thì em mới chịu về rồi đám cưới. Ủa là hiện giờ là các bạn đang sống ở Pleiku hay ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ ở Pleiku ạ. Bây giờ cưới được mấy năm rồi? Dạ cưới được gần 3 năm rồi. Em quen 7 năm. Trong cái thời gian yêu nhau thì hai em có gặp những trục trặc gì trong tình yêu không? Tụi em cũng yêu xa mà nhiều khi cũng buồn, cho nên là em cũng hay giận, hay đòi chia tay. Trục trặc lắm. Nói chung bọn em yêu xa thành ra cũng vào tranh thủ được một chút thì hai đứa cũng không vượt quá giới hạn, chỉ là ôm bên ngoài hay thôi. Nhưng mà cứ bắt đầu em sắp xếp thời gian em chuẩn bị đi về, hoặc là em về rồi cái là cô vợ em mới lại nhắn tin bảo là em đã có bầu rồi, bây giờ anh phải mua que thử để cho em thử chứ không là chết, ba mẹ em mắng chết la chết. Em bảo chứ trời ơi, ở Sài Gòn nóng quá sao mà trứng nó tự nở được. Chắc là không có đâu. Vợ em thì cứ nhất quyết bảo là không, chắc là có gì đấy rồi chứ không tự nhiên mà nó chậm như vậy được đâu. Bắt em mua qua thử, thử xong cái không có gì hết. Rồi em an ủi xong hai đứa lại ôm nữa. Ôm lần nữa rồi một tháng sau lại lại chậm. Lại chậm. Coi như này là có bầu qua đường mồ hôi rồi. Thật ra em hồi đó em cũng ít biết mấy cái chuyện đó lắm mà em cũng sợ, tại vì nhà em không có ai như thế hết. Ví dụ như mà lỡ có chuyện gì á thì sợ ba mẹ thất vọng. Bao nhiêu lâu thì mới vượt qua giới hạn? Dạ đến ngày đám hỏi. Rồi sau hôn nhân thì cái vượt qua giới hạn nó vui không? Dạ cũng bình thường. Cái ngày bình thường sao? Ngày đám hỏi là đã vượt quá rồi, đúng chưa? Dạ, dạ. Sau đám hỏi. Sau đám hỏi mới vượt. Cứ coi như là hôm sau hôn nhân đi, tức là đấy, sau em thấy mặt ba mẹ vợ có vẻ thoải mái. Tin tưởng rồi em mới dám đả động đến chuyện đấy. Sau khi đám cưới về thì có những cái tật xấu gì có lòi ra không? Thì vợ em hồi yêu nhau rất là hiền. Hiền, cực kỳ hiền. Em chưa thấy ai hiền như vợ em. Nói cái gì cũng dạ dạ vâng vâng. Ai nói gì cũng cười. Mà đến một hôm em có nhắn tin chúc Tết với bạn gái cũ. Thì nhắn tin chúc Tết vậy thôi. Bây giờ mà da gà em vẫn còn nổi đây. Sao phát hiện ra vợ em một con người đáng sợ. Đáng sợ như nào mà đáng sức, sợ. Sức phá hủy còn hơn người sắp nữa. Em phá hết tất cả những cái vật gì có thể cầm được. Trời ơi, có những ai ép tàng ra đó hả? Chỉ mỗi nhắn tin chúc em và gia đình ăn Tết vui vẻ. Sao em biết được hay vậy? Dạ không, cũng tình cờ thôi. Em cũng tin tưởng lắm, chẳng bao giờ em cầm tới điện thoại của anh đâu. Kể cả lúc yêu hay là cưới về cũng vậy, cũng không có kiểm soát. Xong rồi cái cũng giống như là mình linh cảm được á. Xong rồi anh nhắn tin cho người yêu cũ của anh vậy. Cái em cũng buồn, em bảo chứ sao bữa giờ kêu lại không liên lạc gì nữa hết rồi. Mà giờ còn nhắn tin chúc Tết thế này thế kia cũng sụm. Xong em nổi cơn tâm bệnh. Em đánh rồi đi chứ. Đánh luôn rồi. Đánh luôn á hả? Dạ, đánh rồi. Rồi cái kỳ đó xong rồi là hết bao nhiêu tiền để cha sắm sửa lại đồ đạc như cũ? Em thấy vợ em có cái tật xấu là ném đồ như vậy. Là em đi mua toàn đồ gốm sứ. Toàn đồ bắt tiền. Dạ em về em ăn cơm cũng chỉ nhìn cái chén thôi là đã thấy no rồi. Từ đợt đấy đến giờ là vợ em bỏ luôn, chỉ ném cái ca nhựa thôi. Nghĩa là giận mà vẫn còn lý trí, đúng dạ. Không? Hãy còn tật xấu trong em. Ảnh hồi yêu thì anh cũng chiều chuộng em lắm, nhưng mà bữa nay cũng bớt rồi. Với lại cũng nóng tính lắm. Trong công việc em mà làm sai cái gì cái chu cha anh nhăn, anh nổi cơn lên anh cũng dữ lắm. Chỉ là công việc nóng tính rồi cũng nhăn nhó em. Vì em thì em có sở thích là thấy người ta mà giết con gì là em mua con đấy về để em nuôi. Thì vợ em cũng có cãi vã nhiều lần về cái chuyện đấy. Ồ, thì ví dụ như là em nuôi được bao nhiêu con? Em nuôi rắn, chăn, tắc kè, kỳ đà, quạ đen, cả chim cú, cú mèo, rùa. Anh thấy cái con gà nó sắp gãy chân rồi, anh năn nỉ anh mua về, anh lấy sắt anh gắn vô cái chân con gà, con gà nó liền lại được cái chân. Cái anh nuôi nó lớn, xong rồi lần sau anh đi anh lấy thấy con rắn đồng bào người ta bắt được, cái anh lại năn nỉ anh mua anh đem về anh nuôi, giờ nhà em giống như là trạm cứu trợ đồng bào chứ. Ồ vậy đó hả? Nhưng mà em nuôi chơi vậy thôi chứ em có. Dạ em nuôi xong rồi em thả, xong rồi người ta bắt trộm rồi người ta bán lại cho em. Rồi em mua em lại nuôi rồi người ta lại bắt trộm. Người ta lại bán lại cho em. Có lần em nuôi một cặp bồ câu nó... Trời, em thương hay là thương luôn. Em thấy cặp bồ câu người ta sắp thịt tội em mua về. Cái em đi ong, đi lên trại. Về cái vợ em mới nấu cháo bồ câu cho em ăn. Em ăn ngon ơi là ngon luôn. Vì ở trên rừng thì nó hơi thiếu thốn. Em lần đầu tiên em khen vợ em là em nấu ăn ngon. Xong rồi cái vợ em để em ăn xong hết, xong vợ em bảo là ngon không anh, bảo ngon.
bồng bồ câu của anh á. Rồi em bỏ lên phòng em ngủ. Vậy ủa, nhưng mà tại sao vậy mà em làm thịt bồ câu vậy? Anh nuôi mà con bồ câu nó cứ đi ra đi vào, xong nó vào nhà em nó tỉa tùm lum tà la hết. Em dọn mệt quá, em nhăn ảnh. Em nhăn nhiều lần lắm mà anh không chịu. Xong rồi cái em mới thử luôn. Đây là câu chuyện của tấm con cám. Em buồn cả tháng trời luôn. Bị ám ảnh mà 6 tháng em không dám ăn lại chim. Rồi giờ em vẫn còn mua là em cũng thuyết phục vợ em. Nói vợ em là mấy con này nó tội lắm. Mình nuôi nó rồi mình giúp nó. Mà nuôi con này là có những cái này thích này, cái kia thích này. Con chăn nó tội lắm. Nuôi con chăn là sau này nó chơi với mình nó hiền lắm, không có sao đâu. Hoặc là như hôm vừa rồi em thấy cái đàn heo người ta sắp thịt, em về em có bảo là em ơi có cái đàn heo kia tội lắm. Chưa nói gì hết là vợ em bảo anh mà bắt cái đàn heo đấy về là anh ra ngoài chuồng heo anh ngủ luôn. Bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Bất nóng một chút trong công việc thì không biết gì thì anh chỉ, chứ còn đừng có mắng. Có nghĩa là chồng đừng có mắng mỏ nhiều quá đúng không? Có chuyện gì góp ý là chỉ công việc thôi ạ, chứ trong gia đình em giống em là một chú cún. Cún không? Rồi còn em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em mong vợ em thay đổi một cái là về việc nuôi con thôi. Hai vợ chồng em rồi mâu thuẫn nhiều cái việc nuôi con. Hồi em mới sinh con là em ước là bụt cho em bầu vú để em nuôi con. Bởi vì cả bên nội bên ngoại rồi cả vợ em là đều nuôi con bằng sữa công thức không ạ. Trong khi đấy là sữa mẹ ngon như thế, không bao giờ bị thiu. Rồi đi chơi xe cũng không phải mang bình thì hoàn toàn không cho bé vú, chỉ có dùng sữa công thức thôi. Thì bé nhà em nó hơi còi một chút vì không được bú nhiều sữa mẹ. Đến lúc em thuyết phục được vợ em rồi thì vợ em lại bị sốt xuất huyết, thế là hai bố con phải cai sữa. Con cai sữa. Chỉ có con em phải cai sữa. Lúc đấy bé mới được 7 tháng thôi. Em tiếc cái đấy thì em hy vọng là hai đứa miệt mài đứa thứ hai thì vợ em sẽ nuôi con khoa học hơn một chút. Sao vậy em? Em cũng sợ ít sữa, sợ không đủ cho bé bú. Tại bé cũng nhỏ mà ít lấy cân lắm nên em cũng lo. Thế là hỏi ý kiến người này người kia thì ai cũng bảo là thôi mua sữa thêm cho nó bú đi. Cái là lý do là em sợ không có đủ sữa cho con vậy? Dạ. Thực ra cái vấn đề nuôi con á, sữa ngoài hay sữa mẹ mà con có còi cọc hay là phát triển á, nó không phải là vấn đề quyết định đó em. Cho nên là em đừng quan niệm là vì cái đó mà con còi cọc. Nhưng mà tuy nhiên vậy nói nếu em đủ sữa và em có điều kiện để em cho con bú bằng sữa mẹ là vẫn là tốt nhất. Yeah. Chỉ ngoại trừ những trường hợp mà những bà mẹ không đủ khả năng. Yeah. Đó, như chị là không đủ khả năng mà chị đi suốt. Yeah. Chứ còn nếu em mà ở Pleiku mà không khí mát mẻ, rau tự trồng tươi tốt các thứ thì nên cho con bú mẹ. Dạ, yeah. Bởi vậy em cũng rút kinh nghiệm đứa sau. Đúng rồi. Dạ, yeah. Em hy vọng điều đấy. Vì... Ừ. Thôi thế chúc là mỗi người sẽ thực hiện cái điều ước muốn của đối phương của mình nha. Dạ. Yeah. Yeah. Chúc cho hai em mau chóng có được một em bé thứ hai xuất hiện trong gia đình. Dạ, cảm ơn anh chị. Rất vui được chào đón hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Phải nói là rất là bất ngờ khi mà có một cô dâu người nước ngoài đến với chương trình Vợ Chồng Son như thế này. Em biết nói tiếng Việt không? Dạ vâng, em biết nói tiếng Việt. Rồi giờ mà hai em giới thiệu về mình. Bạn để đoán nè. Đoán hả? Dạ đoán nha. Em phải người Ukraine. Dạ đúng rồi. Ủa sao chị hay vậy? Sao chị biết? Cho em tưởng đâu đi là em có phải là người Hà Nội không? Em là người Hà Nội. Hay không? Trời hay quá. Giờ thành thầy bói được luôn rồi. Chị bói hả? Sao hay quá luôn á. Rồi bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình. Nói chứ không phải đoán đâu. Tại vì á, thấy cô bé này ở ngoài xinh quá. Hồi nãy có lén hỏi bên ban biên tập á, là cô bé này ở đâu mà xinh quá vậy. Biên tập mới nói là người Ukraine. Vậy đó. Chồng người Hà Nội. Nhưng mà là chắc là em sang Việt Nam đã lâu rồi đúng không? Dạ vâng, em sang Việt Nam 5 năm rồi. 5 năm rồi. Rồi thôi bây giờ giới thiệu về mình đi. Để em vợ giới thiệu trước hay chồng? Để em giới thiệu trước. Rồi mà em em tên là Sofia Fang, em đến từ Ukraine. Bây giờ em sống ở Hà Nội. Có em bé con lai xinh xinh. Bao nhiêu tuổi? Em bé mình 18 tháng. 18 tháng. Còn Sofia Ma bao nhiêu tuổi?
À, em có 27 tuổi. 27 tuổi. Dạ. Quá trẻ so với tuổi. À. Như là Sophia có chơi TikTok này đúng không? Dạ vâng, em có TikTok, YouTube. Hai vợ chồng cùng làm TikTok đúng không? Dạ vâng. Dạ vâng. Em có coi rồi. Dạ. Có coi TikTok của hai bạn này rồi. Ừ. Dễ thương lắm. Dạ. Sắp tới nhìn hiền, nhìn đây hiền đúng không? Không có hiền. Lên trên TikTok là khác. Không có hiền thế nào chôn vợ không ạ? À? Thật ra lúc đầu vợ chồng em cũng chỉ quay TikTok để cho vui thôi ạ. Nhưng mà đến lúc sau thì thấy được mọi người ủng hộ nhiệt tình, cho nên là vợ chồng em cũng cũng cố gắng là quay để cũng để giữ lại khoảnh khắc đẹp của gia đình. Dạ. Không ngờ là được rất là nhiều người ủng hộ đúng không? Dạ. Nhưng mà bạn nhỏ 18 tháng dạ. thì bạn ấy có tham gia trong clip nào chưa? Có chứ. Chắc em là được nhiều thì... người mến mộ lắm đúng không? Dạ, dạ. Rồi bây giờ mời em giới thiệu về mình. Dạ em là Sơn, Phan Vũ Sơn tên đầy đủ. Em sinh ra thì sinh ra ở Ukraine, thế nên em không sinh ra ở Việt Nam. Em sống ở Ukraine một thời gian, xong rồi sau khi hai vợ chồng sau khi tốt nghiệp đại học xong thì hai vợ chồng có làm đám cưới ở bên U, xong rồi mới quyết định về Việt Nam để xem, một là xem thị trường, hai là để thử sức mình. Dạ. Nhưng mà ba mẹ em là hiện giờ thì ở đâu? À, bố mẹ em thì cũng ở Việt Nam ạ, nhưng mà không cố định ở một thành phố, mà do công việc cho nên là bố mẹ em đi lại đi Sài Gòn, Nha Trang, Hà Nội đi liên tục. Dạ. Nhưng mà Sơn, ngành chính của Sơn là gì? Ngành chính của em là marketing. Dạ, em theo học marketing từ hồi học đại học, xong rồi lên thạc sĩ em học tiếp về marketing. Nhưng mà bây giờ thì em ở Hà Nội thì lại em ở chung với bố mẹ hay là hai vợ chồng ở riêng? Dạ, hai vợ chồng hiện tại đang ở riêng ạ. Dạ vâng. Nhưng mà là ở ngoài Hà Nội. Ở ngoài Hà Nội ạ. Dạ. Sophia có làm, Sophia làm gì? À, em làm content creation. Nói chung là làm kế hoạch cho các video trên TikTok và YouTube của mình và chỉnh sửa video. Editor. Dạ. Mà thường là em dựng trên trên máy tính lớn hay là em dựng trên điện thoại trực tiếp luôn? Tạm thời chỉ dùng trên điện thoại, edit trên điện thoại. Giờ rất tiện. Dạ vâng. Bởi vì em cũng chào mình bé cho nên là không có nhiều thời gian tiện. Ôi như vậy là Sơn là du học sinh tại Ukraine và cô bé này. Em sinh ra ở bên đấy luôn. Sinh ra ở Ukraine. Ồ vậy hả? Dạ. Bạn này là người Ukraine nữa thì chắc chắn là các bạn quen nhau ở tại Ukraine là dạ hoàn toàn hợp rồi. Lý. Dạ vâng. Nhưng mà là chắc lại là quen để đoán nha. Dạ. Chắc là học chung với nhau trong một cái trường, có thể là trường trung học. Và hai bạn coi như là quen nhau từ lúc đó luôn, gọi là thanh mai trúc mã. Đúng không? Thật ra thì hơi khác một chút. Vợ chồng em thì quen nhau do là hai vợ chồng là học cùng một trường đại học tổng hợp. Thì em học khoa ngoại giao, còn vợ em Sophia thì học khoa tiếng Việt. Vâng. Thì do trường có tổ chức nhiều sự kiện cho nên là hai vợ chồng có dịp gặp nhau thường xuyên. Rồi từ đấy là bắt đầu tìm hiểu với nhau. Tức là quen nhau lúc mà đang học đại học. Dạ vâng ạ. Cỡ 20. Bắt đầu năm thứ nhất hay là năm cuối? Năm thứ nhất là cỡ 22. Bắt đầu từ năm thứ hai. Dạ. Tức là tầm 20 mấy là quen nhau rồi. Dạ vâng. Nhưng mà em học ở trường đại học đó, em có học tiếng Việt không? Em không. Nhưng tiếng mà Việt lại rồi. Gặp một cô gái Ukraine. Dạ. Lại học cái ngôn ngữ của quốc gia mình. Dạ đúng rồi. Đúng chưa? Dạ. Chắc lẽ là cũng thích cô gái này bởi vì là cô ấy yêu văn hóa và yêu ngôn ngữ Việt Nam. Cũng chính vì lý do đấy là em cũng thấy tò mò tại sao một cô gái người U mà lại rất là thích tiếng Việt mà lại cũng thích tìm hiểu về phong tục tập quán của Việt Nam. Thì em mới bắt đầu tìm cách để hỗ trợ giúp. Ở trả luôn. Mà tại sao Sophia lại thích tiếng Việt? Dạ lúc mình vào trường thì mình đã muốn chọn một ngôn ngữ châu Âu. Bởi vì hồi xưa mình học nhiều tiếng châu Âu. Sau đó mình quyết định học một ngôn ngữ khác, ngôn ngữ mới, cho nên là mình chọn tiếng Việt. Sao không học tiếng Lào, Campuchia? Không có. Không có. Anh hỏi Sophia nè, vậy thì Sophia biết được bao nhiêu thứ tiếng?
Dạ em biết tiếng Ukraine, tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Việt và một chút tiếng Đức. Sơ sơ là 5 tiếng rồi đó. Dạ vâng. Rồi bây giờ nè, hãy sâu vô vấn đề nè. Lần đầu tiên mà em gặp Sophia, em có ấn tượng gì về cô gái nào? Ngoài cái việc là cô ấy thích học tiếng Việt. Cái ấn tượng đầu tiên em nhớ là em chỉ nhìn thoáng qua thôi. Thì em đã thích, em đã thấy một cái sắc đẹp nó rất là tuyệt vời. Thì em đã bị quyến rũ bởi cái sắc đẹp đấy. Thì từ lúc đấy là em tìm mọi cách để tiếp cận đối tượng và làm quen. Xong rồi tìm xem cô ấy cần những cái gì, đang thiếu sót những cái gì thì mình bắt đầu mình tìm cách để mình hỗ trợ và bù đắp. Mà đã vậy là còn phát huy được kỹ năng nữa. Em học ngoại giao nữa đúng không? Dạ. Cho nên là bây giờ là tiếp cận được Sophia là còn phát huy được cái kỹ năng trong cái sở trường học của mình. Không. Cái này anh hỏi anh tò mò nha. Dạ. Là anh được biết là các cô gái Ukraine rất đẹp. Mà phải nói là về nhan sắc là đứng phải nói là trong hàng top trên thế giới luôn. Hả? Vậy thì ngoài, anh hỏi thật nha, ngoài Sophia ra thì trong lúc đó em còn có tia bao nhiêu cô gái nữa không? Thì tất nhiên là cái này nói hơi khó. Mấy cô hiểu không ta? Hiểu hết. Sophia hiểu hết đúng không? Tia. Thì tất nhiên là thời sinh viên thì có rất là nhiều bạn gái người U đẹp và quyến rũ. Nhưng mà em từ khi là gặp được Sophia là em đã cảm thấy là có một cái gì đấy kết nối em với Sophia. Từ khi gặp Sophia là lúc đó cứ cho như là em 20 tuổi đi. Dạ. Và trước 20 tuổi á là em chưa gặp Sophia là em có gặp cô gái người Việt nào không? Tức là trong cái bộ sưu tập về người đẹp của em á là có cô gái người Việt nào không? Thì ở đấy ở bên U ấy thì cộng đồng người Việt nó cũng không đông lắm, mà em ở thành phố Kiev thì cộng đồng người Việt cũng nhỏ thôi. Em lại sinh ra ở U cho nên là cách sống với cách nhìn nó hơi khác một chút. Có thể là nó không hợp với những người con gái Việt. Đấy thì em cũng không, có nghĩa là chưa dạ, có chưa, một cô chưa. Bạn người Việt. Dạ đúng rồi. À, nhưng mà người U thì có đúng không? Người U thì chắc có thì vậy. Hỏi nhầm Sophia. Rồi bây giờ tới Sophia nè. Sophia có nhớ là lần đầu tiên Sophia gặp anh này trong một cái hoàn cảnh nào không? Dạ vâng, mình nhớ em gặp anh Sơn lần đầu tiên ở bên trường của em. Lúc đầu thì em không chú ý nhiều đến anh Sơn, nhưng mà sau đó anh Sơn bắt đầu giúp đỡ nhiều, muốn giúp học tiếng Việt. Thì mình thấy anh ấy rất là nhiệt tình, rất là người kiểu giúp đỡ, muốn giúp đỡ. Nhưng mà em có thấy Sơn đẹp trai không? Dạ có. Mà Sơn là người bạn trai Việt Nam duy nhất hay là trước đó em có quen với con trai Việt Nam chưa? Trước đây em đã sang Việt Nam để thực tập tiếng Việt ở bên trường xã hội và nhân văn ở Hà Nội. Thì cũng ở đó có nhiều bạn trai người Việt mà khen em. Thích em. Dạ thích em, nhưng mà chưa có quan hệ. Em chưa thích ai hết. Không. Nhiều bạn nhưng mà em chưa yêu ai hết. Bởi vì em cũng thấy nếu có quan hệ với người Việt Nam nội địa thì nó cũng khó một chút. Bởi vì mình thấy anh Son là Việt Kiều từ Ukraine cho nên là rất là dễ giao tiếp. Nhưng mà trước khi quen Sơn thì em có bạn trai chưa? Dạ có. Mà gặp Sơn. Dạ. Rồi sau đó thì cái câu chuyện của các em nó phát triển như thế nào? Và Sơn chủ động tấn công cô gái này ra sao? Trong bao lâu thì coi như là chiếm được cái tình cảm của con? Khi mà bắt đầu từ cái lúc mà em với Sophia quen nhau ấy, thì bạn em cũng bắt đầu tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Tại vì sở thích cũng giống nhau, cũng có nhiều chuyện để tâm sự. Thì cũng thời gian nó cứ trôi qua dần dần thì bọn em bắt đầu có cảm tình với nhau càng ngày càng nhiều. Mấy tháng thì cô dính? Mấy tháng? Chắc là khoảng nửa năm. Nửa năm bọn em tìm hiểu về nhau.
Xong rồi sau đó là chính thức là yêu nhau. Dạ. Vậy là trong nửa năm đó đó là Sophia có nói sỏi tiếng Việt không? Coi như em cố gắng hết sức để mà dạy tiếng Việt cho Sophia gì đúng không? À, dạ vâng. Em cũng cố gắng hỗ trợ cho Sophia về vấn đề tiếng Việt, xong rồi phong tục tập quán của Việt Nam. Những cái gì mà Sophia không hiểu thì em luôn luôn cố gắng giải thích. Còn nếu mà em cũng không hiểu nữa thì em lại phải nhờ đến bố mẹ. Em mình cũng là sinh ra ngoài bên đó mà. Dạ vâng, đúng rồi. Như vậy thì cái kết quả thi của Sophia có đạt thành tích tốt hơn so với các bạn không? Tại em học về ngôn ngữ Việt mà đúng không? Dạ. Người Ukraine so với người Việt ạ. Lúc mà em thi á, tại vì em học bên ngôn ngữ Việt. Ngôn ngữ Việt đúng không? Dạ vâng. Vậy lúc em thi á, thi tốt nghiệp á, cái thành tích của em có cao không? Dạ cũng có là 90 từ 100. Là có cái sự giúp đỡ của Sơn nhiều không? Có chứ. Không, anh hỏi Sơn nè. Thật ra là trong cái tiếng Việt Nam mình á là rất khó nha. Dạ. Nhất là trong cách phát âm. Dạ đúng rồi. Dạ. Vậy thì em có nhớ cái câu chuyện nào mà nó liên quan đến cái việc nó liên quan đến cái việc gọi là em dạy cô ấy phát âm không? Có câu chuyện vui nữa không? Về phát âm sai á. Phát âm sai thì trong đời thường do tiếng U nó cũng là không có dấu, nó cũng giống như đúng tiếng đó. Châu cho nên là khi mà sẽ phát âm nhiều lúc là sẽ có thể nói nó sai từ á. Em có nhớ cái từ nào mà sai không? Mà nó vui vui á. Từ nào nhỉ, vợ có nhớ? Em nói sai nhau quá. Tại vì thật ra tiếng Việt Nam mình rất khó nghe. Dạ. Vâng, rất khó cho nên là thật ra để mà nói ví dụ cụ thể thì cũng khó. Tại vì trong đời sống bình thường, vâng. Cứ sai ấy, thì em sẽ cố gắng sửa cho sạch ra. Dạ. Rồi. Vậy là yêu sau 6 tháng là bắt đầu chính thức yêu nhau. Dạ. Lúc đó là có đưa về gặp bố mẹ chưa? Hay là yêu một thời gian lâu rồi mới đưa về gặp bố mẹ? Sau khi chính thức yêu nhau thì em có nói chuyện với bố mẹ. Và bố mẹ em ạ? Dạ vâng, của bố mẹ em. Cũng kể qua thôi. Chưa đến một lúc sau nữa thì em mới quyết định là cho xe kia về để giới thiệu với bố mẹ, với gia đình. Mà tại bên U luôn? Ở bên U ạ. Dạ vâng. Là em đưa Sophia về với bố mẹ em trước, rồi em mới qua gặp bố mẹ của Sophia. Đúng rồi. Xong rồi em nhớ là lần đầu tiên em tới nhà Sophia là sau khi em đi du học ở Anh về. Em du học ở Anh về là em qua luôn từ sân bay, em chạy qua về thẳng nhà Sophia để làm quen với bố mẹ Sophia. Ông bà sao? Ông bà welcome con rể Việt Nam không? Thì lúc đấy thật ra là cũng chưa biết là con rể hay chưa. Là biết bạn chỉ trai biết là, đúng không? Dạ vâng, chỉ biết là bạn trai thôi. Thì em nghĩ là mọi thứ cũng bình thường. Bây giờ phải hỏi Sophia, sau khi mà Sơn về thì bố mẹ em có nói gì về Sơn không? Có thích không? Có thích không hay là? Vâng, em nhỏ hồi đấy bố mẹ rất thích, cũng nói là con trai hiền, rất lịch sự. Và nói chung là anh Sơn là người Việt nhưng mà bố mẹ của em không có vấn đề ngôn ngữ bởi vì anh Sơn biết tiếng Ukraine. Đúng rồi. Nhưng mà cái ngày đầu tiên mà Sơn đến nhà em á, Sơn mua cái gì tặng cho bố mẹ? Dạ bạn có chắc mua sô cô la, trà từ Anh. Đúng rồi, trà từ Anh. Trà Việt Nam hay là trà Anh? Trà Anh. Trà Việt Nam. Trà từ Anh. Rồi, nghĩa là sau đó là như là hai bên gia đình đều coi như là đồng ý cho cái việc là hai đứa coi như là tiến sâu hơn nữa. Dạ vâng. Đúng không? Đúng rồi. À, như vậy là chuyện tình cảm của các em không có gì gọi là chắc trở, khó khăn, thuận lợi không? Có chia tay chia chân trong cái thời gian yêu nhau có ghen hờn gì không đó? Thật ra tình cảm tình yêu của bọn em yêu nhau là 4 năm trước khi cưới. Phần lớn là phải yêu xa, tại vì lúc bọn em yêu là em phải em mới tốt nghiệp đại học xong và em còn phải đi học thạc sĩ ở Đức nữa. Với Sophia cũng tốt nghiệp và đi học thạc sĩ ở Việt Nam. Cho nên là 4 năm là hai vợ chồng em là yêu xa. Ủa như vậy là em học thạc sĩ ở Đức. Dạ. Rồi em đi qua Anh em học cái gì nữa? Em qua Anh trước, em du học xong rồi em mới qua Đức. À. Dạ vâng. Coi như Ukraine là quê hương của cậu rồi. Cậu sanh ở đó rồi. Anh học xong rồi qua Đức. Đúng rồi. Dạ. Lên đó.
sau đó bao giờ yêu xa cưới. Hết yêu xa hết 4 năm yêu nhau 4 năm dạ vâng mà xa nhau 4 năm luôn dạ. Nhưng mà thỉnh trong thoảng cái... mình em thì sang Đức, anh Son thì sang Việt Nam để chơi vài tháng sau đó lại xa nhau Rồi như vậy là anh đoán nha, tức là sau khi đi học về rồi đi ở bên anh về đi thẳng qua nhà Sophia dạ. Sau đó là coi như là chắc cũng vài tháng là hai đứa đám cưới luôn. Không phải là em nhớ là cái hồi anh đi đi du học từ Anh về là em ở được vài tháng xong rồi em chuẩn bị giấy tờ để đi du học thạc sĩ ở Đức. Thì sau 2 năm ở Đức xong tốt nghiệp xong thạc sĩ ở Đức thì em mới quay lại về U để tổ chức đám cưới. Dạ. Được cái lý do nào mà hai bạn quyết định về Việt Nam sinh sống? Lý do hai vợ chồng muốn thử làm kinh doanh ở Việt Nam và trước khi hai em vào Hà Nội thì hai em ở bên Nha Trang và mở quán cà phê nhưng mà do Covid thì đóng cửa rồi. Đóng cửa rồi. Nhưng bây giờ nè hỏi thì hai đứa nè sống ở Đức cũng có thử rồi, dạ. Ở Anh cũng có thử rồi, dạ. Ở U thử rồi. Việt Nam giờ thích sống ở đâu nhất, thấy ở đâu sống là phù hợp với mình nhất? Em thì thấy ở Việt Nam mình cũng là người Việt nên là em cảm thấy rất là thoải mái, con người rất là thân thiện. Với cái quan trọng nhất là ở Việt Nam rất là dễ để kinh doanh. Về vấn đề kinh doanh thì em thấy ở Việt Nam, tại vì Việt Nam đang là một đất nước rất là phát triển. Nên là bạn bè nước ngoài của em cũng đầu tư rất là nhiều về Việt Nam. Tại vì còn Sophia thì sao? Em Sơn á là người ta gọi là lá rụng. Lá rụng về cội. Lá rụng về cội rồi. Còn Sophia thì sao? Em có thích ở Việt Nam không? Em rất thích ở Việt Nam. Em cũng thấy ở đây rất là thoải mái. Nói chung là mình cũng thích thời tiết ở Việt Nam bởi vì mùa đông không lạnh như ở bên châu Âu. Ukraine lạnh lắm đúng không? Dạ, Ukraine lạnh lắm. Rồi anh muốn biết là cái lễ cưới của em ở bên Ukraine thì cái phong tục của hai quốc gia đó, tại vì dầu gì cái gốc em cũng là người Việt Nam, dạ. Em cũng hiểu về đám cưới của người Việt Nam. Đó, vậy thì cái lúc mà tổ chức đám cưới của các em á thì nó có cái điều gì khác biệt không? Lúc tổ chức đám cưới ở bên Ukraine thì thì bọn em chú trọng về về phong tục tập quán của U và phong tục tập quán của Việt Nam. Mỗi chỗ mỗi bên lấy một chút. Lấy tại vì ví dụ khi gia đình chú rể qua đón cô dâu thì cũng phải chuộc. Có nghĩa là phải tặng quà tặng tiền cho em gái hoặc là em trai mua chuộc đó. Mua chuộc ạ. Dạ. Khi mà mua chuộc được xong rước cô dâu về thì bắt đầu thắp hương. Thăm hương bàn thờ tổ tiên. Thì thăm hương xong thì mới bắt đầu là tiến hành đến nhà hàng. Thì do là số lượng khách cũng đông, là một hai là không có thời gian để tổ chức chi tiết hơn ấy. Cho nên là gia đình cả hai bên đã quyết định lấy những cái thứ quan trọng nhất của hai nước để tổ chức phối hợp lại. Dạ vâng đúng rồi. Em cái vụ mà mua chuộc á chẳng qua là hình thức thôi đúng không? Hình thức thôi ạ. Có bao giờ mà mua chuộc mà mấy cô em gái ở nhà không chịu, cái là không cưới được không? Không chịu thì lại phải tìm cách để nhiều hơn, nhiều quà hơn để mua chuộc. Lầy em nhớ cái đợt đó em mua chuộc em gái của Sophia, mua chuộc gì không? Hết nhiều, tức là đó đúng rồi đó. Và em mua chuộc vật chất là những gì? Em gái thì đưa tiền, em trai thì đưa xe ô tô. Dạ. Em trai Sophia lúc đó mấy tuổi? Em trai 8 tuổi. 8 tuổi mua đồ, dạ. Đồ chơi đúng không? Dạ, dạ. Điều khiển đúng không? Dạ, vâng. Điều khiển. Còn em gái là bao nhiêu tuổi? Em gái thì 18 tuổi. Vậy là biết xài tiền rồi. Dạ, vâng. Biết xài tiền. Là mua chỗ bằng mini. Rồi. Coi như hai đứa là suốt quá trình yêu nhau là chỉ có yêu xa thôi. Dạ vâng đúng ạ. Suôn sẻ, không có giận hờn, không có chia tay chia chân, không có gì hết trơn á. Tất nhiên là có ghen tuông rồi giận hờn. Do là cả hai là phải yêu xa cho nên là bọn em đặt ra mục tiêu là cố gắng học xong thì sẽ tổ chức đám cưới và về với một nhà. Nên là do có mục tiêu cho nên là cả hai bên đều cố gắng.
theo cái mục tiêu đó. Dạ vâng, tất nhiên là sợ yêu xa 4 năm thì những ngày lễ, những cái ngày Tết, những cái ngày quan trọng, ví dụ ngày lễ tình yêu thì hai đứa không được cùng nhau thì nó cũng rất là tủi thân. Nhưng mà cũng chỉ vì mục tiêu thôi ạ. Chỉ vì mục tiêu cả hai. Nhưng mà anh nói thật Sơn nghe, trong khoảng thời gian mà em xa Sophia, dạ, cô này rất là xinh. Dạ. Đúng không? Thì anh hỏi em hiểu anh hỏi gì. Em ở nước ngoài, dạ, em có sợ mất Sophia không? Em rất sợ. Em nói thật, tại vì em rất sợ, tại vì Sophia rất xinh mà Sophia lại lúc đấy là Sophia lại ở Việt Nam. Lại học lại học ở trường Đại học Xã hội và Nhân văn, cho nên là em phải tìm mọi cách để giữ được Sophia. Có nghe Sơn ghen ở anh Sơn có ghen không? Có. Đang hỏi giai đoạn yêu nha. Giai đoạn yêu á. Trước khi em sang Việt Nam, anh Sơn phải làm cầu hôn. Cầu hôn. Em phải xin bố mẹ của em có được không? Coi như bố là mẹ xác nhận chính chủ. Dạ vâng. Ngồi đây, đúng không? Đúng rồi. Xác nhận chủ quyền á. Dạ. Bây giờ là lấy nhau được mấy năm rồi? 4 năm rồi ạ. 4 năm. Từ năm 2018. Vậy là tụi em cũng trường kỳ rồi ha. Dạ. 4 năm yêu nhau, 4 năm lấy nhau, dạ, 8 năm rồi. Gần một thập kỷ bên nhau rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi. Rồi vậy giờ anh Sơn anh có cái tật xấu gì không? Tật xấu thì nhiều. Sophia chắc biết cái phần này. Dạ. Ai cũng có. Đâu Sophia kể đi cái tật nào mà Sophia muốn anh thay đổi nhiều nhất. Thay đổi. Thực ra hồi xưa em thấy anh Sơn thiếu các lãng mạn. Thiếu lãng mạn. Thiếu lãng mạn. Có vợ đẹp vậy mà. Wow. Cho nên mà em nói cho anh ấy là phải thay đổi, phải kiểu mở cửa xe ô tô thì em vào các thứ. Kiểu ở châu Âu đã nồng nó phải như thế. Gentleman. Và lãng mạn này rồi gì nữa. Và em thấy anh Sơn thay đổi rất là nhanh. Và em thích cái đấy bởi vì anh Sơn là người nói thì ít nhưng mà làm thì nhiều. Đó. Và em rất là thích đàn ông, không thích đàn ông nói chuyện nhiều nhưng mà hành động thì ít. Không, đây là cái phần mà kể tật xấu. Dạ, kể tiếp. Kể tiếp tật xấu anh đi. Kể tiếp đi. Thiếu lãng mạn. Này. Thiếu lãng mạn. Còn gì nữa? Có gì nữa? Có bừa bộn không? Không. Có vứt đồ lung tung không? Chắc làm ít massage chân. Mình thích massage chân. Có nghĩa là ít khi làm massage chân. Ít khi chăm sóc vợ. Ít khi chăm sóc vợ. Ít khi chăm sóc vợ. Không phải là ít khi chăm sóc vợ nhưng mà ít khi làm massage. Có nghĩa là Sophia thích massage chân. Dạ vâng. Mỗi lần. Nhưng mà Sophia có nói với anh biết rằng là em đang mỏi chân, em cần anh massage cho em. Em có nói không? À thích anh chủ động làm. Giờ có ghen không? Có ghen không? Tới bây giờ còn ghen nhiều không? Chắc không. Không có gì nữa. Không ghen luôn? Dạ. Có nóng tính không? Nóng tính cho người khác. Nhưng mà sơ bội em thì không nóng tính. À, nóng tính với người bên ngoài. Dạ. Nhưng mà với vợ là không có nóng tính. Dạ. Đúng không Sơn? Em, nếu mà vợ em nói thế thì chắc là thế. Đấy. Không, nhưng mà cái vấn đề mà massage chân á, là đó giờ là em có biết rằng là vợ em rất muốn được em massage chân cho vợ. Em mới biết là vợ em thích massage. Em thích massage nhưng mà em ít làm. Thỉnh thoảng thì thỉnh làm. Thoảng thì dạ. Ừ. Nhiều hơn. À em muốn nhiều hơn. Đúng không? Em muốn nhiều hơn. Thôi giờ còn gì nữa không, hết à? Dạ, có hết rồi. Không? Có bừa bộn vứt đồ lung tung không? Không, không còn gì. Rồi bây giờ khui luôn nè. Có mê game không? Mê xem Facebook coi như là mạng xã hội không? Mạng xã hội. Có bị nghiện không á? Không, không ạ. Có phải chơi game không? Có chơi game không? Chơi game nhưng mà ít, ít khi. Thôi vậy cũng không phải được xấu. Giờ chị mong muốn thay đổi là chị có massage cho Sophia. Massage chân luôn. Yes. Bây giờ một tuần mấy ngày nói luôn đi. Một tuần mấy đêm nè. Massage chân á. Em mong muốn. Ba lần một tuần. Đó. Ba lần một tuần. 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7. Ngươi chọn. Được không Sơn? Đây là mong muốn của Sophia. Chắc nếu mà mong muốn của vợ thì chắc em phải sắp xếp. Nhưng mà em cũng không đồng ý. Trời ơi, biết là biết gài liền luôn. Đó, bắt tay là đồng ý. Phải cảm ơn anh với chị Hồng Vân nha. Dạ, em cảm ơn anh chị. Dạ.
giờ tới Sơn nè. Đó Sơn. Sơn có tật xấu gì cần thay đổi không? Người đẹp của em đó. Tật xấu thì em để ý thấy là ví dụ nhiều lúc là Sofia hay lập luận sai ấy, thì em cũng giải thích nhưng mà vẫn giữ cái lập trường của mình, không sự thay đổi. Là bướng à? Bướng bỉnh, thỉnh thoảng là sẽ bướng bỉnh. Còn cái thứ hai thì em không biết là cái đấy là thật xấu hay không, nhưng mà sáng nào cũng phải có một cốc cà phê với một cái bánh xinh châu. Trời ơi, cái đó lúc nào cũng thế. Cái đó là bình thường. Đúng không? Kể cả khi bánh sừng trâu ngon mà. Dạ, nhưng mà có nghĩa là một tuần ăn mấy lần? Nhưng mà anh Sơn tuần phải dậy trước và mua cho em. Có nghĩa là sáng nào cũng thích. Sáng nào cũng phải có một cái cốc cà phê nóng và cái đó là thói quen của người châu Âu hay sao? Dạ. Bố mẹ của chị ấy. Dạ. Bây giờ khi các cụ 80 mấy tuổi rồi, các cụ vẫn còn giữ thói quen đó. Dạ. Tại bố mẹ cũng đi học từ nhỏ. Dạ. Học ở bên đó từ nhỏ. Sáng nào cũng vậy, cứ bánh mì với cà phê sữa nóng. Bánh mì bơ. Em có ăn bơ không? Đó có. Đó, cứ bánh mì bơ với một chút salad hoặc là gì? Sesame, mấy cái gì gọi là salami. Salami. Dạ đúng ạ. Ăn hoặc phô mai. Ăn hoài luôn. Từ ngày này qua tháng nọ luôn. Và Sofia là cứ bánh sừng trâu với một cốc cà phê nóng. Dạ vâng. Cái đó là tật dễ thương. Tật dễ thương. Tật tốt. Nhưng mà không phải là thích, phải là Sơn đi mua. Đúng rồi. Dạ. Đúng không? Phải là em đi mua, còn không là bao giờ tự đi mua cả. Nhưng mà sau đó ăn thêm gì nữa không? Sau đó thì có thể nhịn đến tối luôn ạ. Ăn trưa thì em thấy sẽ ít. Phần lớn là ăn tối, ăn sáng. Rồi bây giờ hỏi nè, cô ấy có ghen không? Có chứ, cực kỳ ghen. Cực kỳ ghen luôn. Cực kỳ ghen. Bây giờ ghen với ai nè? Thì tại vì công việc của em là về online là chính, cho nên là Sofia có thể là ghen đùa ấy ạ. Có thể là ghen đùa, có thể là ghen thật. Ví dụ mà ghen hình ảnh trên Facebook thôi. Có thể dạ vâng, ghen hình ảnh chứ trên làm Facebook gì có người thật. Hoặc là tại vì em Facebook của em là dùng để làm việc, thì có thể là người phụ nữ nào nhắn thì có thể là Sofia sẽ bắt đầu trêu. Hoặc là có thể bắt đầu nói ghen. Có lúc nào mà ghen mà cãi lộn nhau? Cãi lộn nhau thì về vấn đề ghen thì không ạ. Về vấn đề cuộc sống gia đình, tại vì cuộc sống gia đình thì không thể tránh khỏi những cái những thứ mà hai vợ chồng có thể là không đồng tình. Bây giờ chị hỏi nè, cái cách dạy con á, dạ, ai là người cầm chịch? Có nghĩa là trong có xung đột về cách dạy con không? Dạ, cả lắm. Cách dạy con thì ai là người dạy? Em người dạy, bởi vì thật ra em là giáo viên, cho nên là cái vấn đề dạy con rất là gần cho em. Em cũng nghiên cứu nhiều về các Montessori để dạy con rất tự do. Có nghĩa là Sofia là người chính. Dạ đúng rồi. Vậy là em có khi nào em xung đột về cái cách dạy với Sofia? Xung đột để nói hẳn là xung đột thì không ạ. Ví dụ em có thể góp ý, tại vì do là sống ở Việt Nam thì em cũng phải dạy bé nhà em là cũng phải biết phong tục tập quán của Việt Nam, cho nên là nhiều lúc là nếu mà dạy theo sống theo kiểu châu thì cũng không đúng lắm, cho nên là nhiều lúc là cũng phải góp ý để cho em bé, vâng, để cho em bé biết về phong tục tập quán Việt Nam, biết về cách sống ở Việt Nam như thế nào. Mà ông bà nội giờ đã về Việt Nam chưa hay là vẫn ở bên kia? Ông bà nội thì ở Việt Nam lâu rồi ạ. Ở Việt Nam lâu. Dạ, vâng, rồi ở mỗi nơi một chút. Dạ đúng. Ông bà có can thiệp nhiều vô cái việc dạy con của tụi em không? Không can thiệp nhiều, nhưng mà thỉnh thoảng thì có góp ý. Dạ. Thì cách dạy của người nước ngoài với người Việt mình có nhiều cái khác nhau lắm. Đúng rồi, khác rất nhiều. Khác nhau, vâng, khác rất nhiều luôn. Nội mà cái chuyện mà cho em bé mà khi nó té xuống á. Dạ đúng rồi. Rồi nước ngoài là để tự đứng lên. Còn người Việt Nam mình là không. Trời trời. Xong rồi đánh đấm gì thường lắm. Đó thì thường những cái đó là dễ xung đột lắm. Đúng không? Dạ đúng. Nhưng mà bạn Sơn này cũng đã là sinh ra ở Ukraine, nên là ít nhiều gì là cũng là người Ukraine rồi. Dạ. Và bố mẹ của anh Sơn cũng sống ở bên Ukraine 20 năm. Hơn 20 năm. Cho nên là cũng bố mẹ em cũng hiểu. Cho nên là cũng chỉ có góp ý thôi. Rồi bây giờ Sơn mong muốn Sofia thay đổi điều gì? Nếu như có. Thật ra nếu mà đã
yêu nhau rồi mà đã có, mà đã về cùng một mái ấm và có cả con rồi, thì em nghĩ là những cái thói hư tật xấu ấy cũng sẽ thành là những cái tính tốt thôi. Tại vì mình yêu vợ mình cho nên là em thật ra em cũng không biết là có cái vấn đề gì để thay đổi. Thôi cứ để nguyên vậy luôn. Cứ để nguyên như vậy. Yeah. Và chồng con sẽ mãi mãi yêu. Yêu nhưng mà Sophia có lãng mạn không? Sophia rất là lãng mạn. Vậy thì em cũng, nếu mà như vậy á, thì hoặc là em phải ước, em phải mong là Sophia ơi em bớt lãng mạn lại. Hoặc là em phải nói là Sophia ơi anh hứa với em, anh sẽ thật là lãng mạn để phù hợp với em. Đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Bắt buộc đúng không? Đúng không Sophia? Bây giờ cho Sophia đó là nghĩa là chị Vân đang gợi ý cho Sophia. Bây giờ cho em thêm một cái điều mong muốn nữa. Thì em nói đi, em mong muốn điều gì? Sơn ơi. Nói bằng tiếng Ukraine cũng được. Mong muốn. Anh Sơn sáng nào phải mua một cốc mì cà phê sữa nóng và một bánh xin chào. Cho em. Cho em. Và một tuần. Và sau đó một mùa bánh xin chào cho bé Alisa nữa. Nhưng mà còn một tuần thì ba lần gì? À, và ba lần massage. Trời ơi. Ơi. Xem đỏ mặt luôn kìa. Đỏ mặt là mắc cỡ là đồng ý đó. Ok, hôm nay nhân dịp đến với chương trình này. Thì thật sự là trước khi chia tay các bạn thì phải nói là rất là chúc mừng Sơn với Sophia. Các bạn đã có một cái mối tình rất đẹp. Và để có được ngày hôm nay, rõ ràng là để có được hạnh phúc như hôm nay, để có được nụ cười hạnh phúc, thì rõ ràng là các bạn đã trải qua rất là nhiều câu chuyện yêu thương với nhau. Và hạnh phúc là một lựa chọn. Các bạn đã lựa chọn đúng người, đúng đối tượng để mà chúng ta có thể là trao hết tất cả những tình yêu cho nhau. Chúc mừng các bạn. Cảm ơn anh chị. Chị hai bạn hạnh phúc.